Mến chào cả nhà, kênh Cô Nga Vlog xin kính chúc cả nhà thiệt nhiều sức khỏe. Hôm nay cô Nga xin chia sẻ cho cả nhà một món ăn mang đậm vị tuổi thơ nha. Món ăn này rất mát cho mùa hè, đặc biệt là rất dễ làm. Mời mọi người vào bếp cùng cô Nga nha. Gông biển sau khi mua về thì mình ngâm 2 tiếng đồng hồ với nước. Sau đó mình xả lại nhiều lần. Mình lụm những cái phần đất, phần cát còn dính lại trong gông biển, mình bỏ đi. Xong rồi mình bắt lên bếp mình nấu. Mình vắt nửa trái chanh, mình lấy cái phần nước cốt mình bỏ vô mình nấu luôn. Nấu tầm khoảng cỡ 20 phút là được. Trong lúc chờ đợi thì mình đi làm hạt lựu. Ở đây mình sử dụng bột năng nè. Mình cho 2 giọt màu vô, sau đó mình đổ một lượng nước vô, mình trộn đi. Cái này mình làm hạt lựu nè. Đây mình sẽ dùng bột năng nè, cho chút xíu màu vô, màu đỏ vô. Thấy cái bột nó sệt vậy là được nha. Còn ở đây mình sử dụng cái giấy the á, mình phủ một lớp bột lên nha. Bây giờ đổ cái hỗn hợp bột đã pha màu vô nè, hồi nãy nè, đổ lên nè. Cái phần gông biển mình nấu cũng gần 20 phút rồi nè. Giờ sợi gông cũng đã gã ra nè. Giờ mình vắt, mình bỏ cái phần cái, mình chỉ lấy cái phần nước thôi. Trong lúc chờ đợi xương sa nguội thì quay lại phần bột hồi nãy mình xắt nhỏ ra để hồi mình làm hạt lựu nè. Đậu xanh cà giỏ đây mình ngâm trong vòng 4 tiếng hồ, sau đó mình bắt lên bếp mình nấu. Mình nấu cho đến chín nhừ và cạn nước là được. Mình bắt cái nồi nước sôi lên bếp, mình đổ cái phần bột hồi nãy vô, mình khuấy đều lên cho nó không dính vô nhau, cho tới khi nào nó chín rồi mình tắt bếp, mình xả lại với nước lạnh. Tới lúc này thì mọi người nhìn nó giống hạt của trái lựu rồi nha. Giờ mình lột cái dừa mình nạo, mình dắt mình lấy nước cốt để ăn chung nữa nè. Giờ mình dắt sẵn tô nước cốt nè. Giờ cái phần gông biển hay còn gọi là xương sa cũng đã nguội rồi nè, nó đông lại thành khối rồi nè. Cái phần đậu với hạt lựu hồi nãy mình cũng nấu xong rồi. Giờ mình múc ra ly mình chuẩn bị mình thưởng thức thôi. Gông biển á, ngoài hỗ trợ trị men gan cao, nó còn giúp cho cơ thể thanh nhiệt cơ thể. Ăn thường thì nó có thể giúp cho làn da phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn và cải thiện hệ tiêu hóa rất tốt cho mọi người. Mọi người có hôm nào rảnh có thể làm thử theo cách của mình. Gông biển thì rất thơm, ăn mềm tan trong miệng. Hạt lựu thì ăn dai dai, cùng với nước cốt với nước đường nữa, vừa béo mà vừa ngọt ngọt nữa. Ăn vô cảm giác mát lòng mát dạ luôn đó. Giờ mình bỏ nước đường vô nha. Cốt vô nữa nè. Cái này mình ăn với nước đường với nước cốt nha. Giờ mình bỏ cái nước cá vô nữa nè. Mời mọi người thưởng thức cùng mình nha. Hai đứa nhỏ nhà mình thì nó cũng rất thích ăn nè. Với cái nóng nực mùa hè này thì mình làm ly xương sa hoặc lựu, mình ăn tới đâu là mát tới đó nữa nha. Thôi video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Hẹn nhà video lần sau nha. Bye bye cả nhà.